Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua với Cà Phê Sáng. Và ở phần cuối của chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, chúng tôi được xin trân trọng giới thiệu đến cùng quý vị Hòa Thượng Thích Chân Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa. Và bên cạnh chúng tôi có ông Sơn Vinh Hà Đạt, hiện nay ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà Quảng Big Family. Cà Phê Sáng chúng con xin được trân trọng gửi lời chào Hòa Thượng đến cùng với chương trình chúng con sáng nay và cả anh Sơn Vinh Hà Đạt. Anh Giê-đà Phật, cảm ơn anh Đoàn Trọng, cảm ơn anh Sơn Vinh Hà Đạt. Rất là nhiều. Con xin cảm ơn Hòa Thượng đã cho con trở lại cùng với chương trình và chú Đoàn Trọng cho tôi có trở lại một lần nữa. Vâng, thưa Hòa Thượng, năm nay thì cái chủ đề Vu Lan đến với cộng đồng người Việt, đặc biệt là tại Quận Cam này, có một cái chủ đề mà chúng con muốn nhân luôn tiện hôm nay Hòa Thượng cho chúng con biết. Có một vài cái nguồn dư luận cho rằng là Ngài Mục Kiền Liên không có thật. Vậy Ngài Mục Kiền Liên có thật hay là không, thưa Hòa Thượng? Ngài Mục Kiền Liên là một nhân vật lịch sử. Trước khi mà Đức Phật đi tu thì Ngài Mục Kiền Liên là người bạn. Mà ở cái xóm đó chỉ có ba người là một ba thiên tài đệ nhất của Ấn Độ thời bây giờ. Đó là Thái tử Siddhartha, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất cùng tuổi với Đức Phật. Yeah. Ngài Mục Kiền Liên thì nhỏ hơn. Như vậy là Đức Phật Thích Ca và Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là ba người sinh ra trong một cái xóm đều là người hiện thật. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta có những cái điều kiện đặc biệt để chúng ta theo dõi về vấn đề lịch sử của Phật giáo. Và hôm nay Hòa Thượng chân thành cho biết nhân mùa lễ Vu Lan thì Ngài Mục Kiền Liên là một trong những vị có thật và chúng ta không còn nghi ngờ gì với Hòa Thượng Thích Chân Thành. Thế thưa Hòa Thượng, năm nay cái không khí Vu Lan là tràn ngập đến với đồng hương của chúng ta, đặc biệt là đồng hương Phật tử. Thế năm nay chùa nào chúng con cũng thấy diễn ra những cái ngày lễ rất lớn. Thế ở chùa của Hòa Thượng, chùa Liên Hoa thì cái lễ Vu Lan nó diễn ra như thế nào, thưa Hòa Thượng? Thực ra thì cái ngày lễ Vu Lan được xem là một trong ba cái ngày lễ lớn nhất của Phật giáo. Thì tất cả những người con Phật hay theo truyền thống của Việt Nam thì chẳng những người con Phật mà hầu hết những người Việt Nam đều tôn thờ hết. Yeah. Bởi vì noi theo gương của Đức Mục Kiền Liên để bày tỏ cái lòng của mình đối với cha mẹ còn đang sống và để bày tỏ cái lòng tín ngưỡng của mình đối với cha mẹ đã qua đời. Để mình báo hiếu. Như vậy là mùa Vu Lan thì hay thường nói thêm là cái mùa báo hiếu, phải không Hòa Thượng? Đúng rồi. Để chúng ta nhớ đến và báo hiếu cha mẹ của chúng ta. Kính thưa Hòa Thượng, và chúng con cũng được biết rằng là lễ Đại lễ Vu Lan năm nay 2018 sẽ được trang trọng diễn ra tại chùa Liên Hoa ở ngay trên con đường Bisbee của thành phố Garden Grove. Và thưa Hòa Thượng, thì đại lễ sẽ được diễn ra lúc mấy giờ, thưa Hòa Thượng? Sáng vào khoảng 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 8 dương lịch tại chùa Liên Hoa. Xin quý vị, kính mời quý vị đến chùa Liên Hoa để tham dự cái buổi lễ Vu Lan. Nhưng mà cái chùa mình nó to quá đó. Với lại chỗ đậu xe cũng ấy. Cho nên quý vị có thể đậu ở trên đường không được. Nhưng mà đậu ngay hàng thẳng lối. Mình tập cái văn minh cho người Việt. Từ giờ phút này trở đi phải đặt tính phạm mình. Dạ. Chứ không thể để con người Việt không thể là ù ù cạt cạt như những năm xưa nữa. Thế năm nay, này, thưa Hòa Thượng, năm nay lễ Vu Lan, Hòa Thượng có một cái lời cầu nguyện gì, có một cái lời chia sẻ với đồng hương Phật tử tại cái Quận Cam này, thưa Hòa Thượng? Vấn đề đầu tiên là với cái lòng của tôi thì dĩ nhiên là tôi phải biết ơn ông bà cha mẹ của tôi đã sinh ra và nuôi tôi lớn lên. Cái thứ hai là tôi cầu nguyện cho thầy, cũng thầy tổ của chúng tôi, cũng như tất cả các hòa thượng, các thượng tọa, đại đức tăng ni đã quá cố. Và đặc biệt nhất năm nay tôi cầu nguyện cho tổng thống Reagan. Đó là ông già của tôi. Hòa Thượng cũng là người ăn cả thì nhớ cải trồng cây, mà uống nước đúng, thì nhớ đúng rồi. Cảm ơn Hòa Thượng đã đưa cái tinh thần đó lên để cho tất cả các giới trẻ chúng ta biết nhân mùa Vu Lan cái niềm báo hiếu và nhớ ơn những người đã cùng với mình trong những cái con đường
và quá khứ chúng ta đã trải qua. Đó là một sự kiện mà có thể nói người Việt chúng ta không thể nào không nhớ được và đừng bao giờ quên chuyện đó. Thế có một cái điều chúng con cũng muốn gọi hỏi và thường tại khi giờ ngắn chúng con không có điều kiện nhiều. Năm nào con thấy vào nhân mùa Vu Lan thì cũng có một cái pháp hội địa tạng. Thế cái pháp hội địa tạng và Vu Lan nó gắn liền với nhau như thế nào thưa bà thưa? Bởi vì địa tạng là cái nguyện, cái đại nguyện của Đức Địa Tạng. Khi mà Đức Phật còn tại thế thì Ngài Địa Tạng là một nhân vật lịch sử, mà cái bài giảng về kinh Địa Tạng do Đức Phật giảng trong cái chuyến mà Đức Phật đi trên, lên trên cung trời Đạo Lợi. Và Ngài đã giảng cái kinh này trên cung trời Đạo Lợi với Ngài Mục Cơn, với Ngài Địa Tạng. Và Ngài Địa Tạng lập cái đại nguyện của Ngài cũng tại cái cung trời Đạo Lợi, cung trời Đạo Xuất. Thưa Hòa Thượng, như vậy là pháp hội Địa Tạng và lễ đại lễ Vu Lan năm nay cũng sẽ được diễn ra. Và hôm nay thì chắc lại có anh Sơn Vinh Hà Đạt ở đây với tư cách là giám đốc nhà quán Big Family. Chúng tôi thấy năm nào cái pháp hội Địa Tạng cũng diễn ra tại ngay cái công viên của nhà quán Big Family. Thế năm nay nó có những cái sự thay đổi gì không? Dạ, tại vì năm ngoái thì như mọi người cũng biết là pháp hội Địa Tạng lần thứ 6 của 2017, chúng tôi đã có một cái đại tượng Địa Tạng, thì chúng ta đã có một cái lễ ăn vị đặc biệt, và Hòa Thượng Thầy Chân Thành thì cũng đã có sự hiện diện ở đấy để giúp cho chúng tôi. Thì năm nay chúng tôi sẽ tổ chức ngay tại cái đại tượng của Đức Địa Tạng, cho nên là chúng tôi hy vọng là sẽ có một cái lễ thật là trang nghiêm để chúng tôi có thể cùng nhau góp lời cầu nguyện cho những chúng sanh, những người đi trước mình. Và mỗi năm thì chúng tôi cũng hân hạnh để được tổ chức cái pháp hội cùng với quý Chư Tôn Thích Ca Ni, để mình có thể cùng nhau là những người phải gọi là những người thương và những người mà hy sinh cả cuộc đời để phục vụ, để cùng nhau góp lời cầu nguyện cho những chư hương linh. Thế thì chương trình pháp hội Địa Tạng năm nay sẽ diễn ra vào cái thời điểm nào vậy thưa anh Sơn Vinh Hà Đạt? Dạ thưa, vào ngày 8 tháng 9 dương lịch sẽ là một ngày thứ bảy, và chúng tôi năm nay sẽ tổ chức một ngày. Là tại vì nó cái ngày đúng vía Địa Tạng là nằm vào cái mùa Vu Lan, và có rất là trong giáo hội có rất là nhiều lễ được tổ chức xung quanh cái ngày đó, cho nên là chúng ta chỉ tổ chức có một ngày là ngày thứ bảy, ngày 8 tháng 9 là ngày thứ bảy. Sẽ khởi đi chương trình lúc mấy giờ vậy thưa anh? Dạ thưa, vào buổi sáng 8 giờ sáng chúng tôi sẽ bắt đầu với khai kinh tụng kinh Địa Tạng cho tới 11 giờ. 11 giờ thì sẽ có cái lễ gọi là cung tiến chư hương linh. Và sau đó là 2 giờ chiều sẽ có cái lễ thí thực cô hồn, cũng tổ chức ngay gần cái đại tượng của Địa Tạng. Thế thưa Hòa Thượng, đồng hương Phật tử muốn tham gia với cái pháp hội Địa Tạng này thì như thế nào thưa Hòa Thượng? Thì theo truyền thống của Đức Phật thì tất cả mọi người đều đến để cầu nguyện. Đạo Phật nó khác với những cái triết lý khác lắm. Nó không phải là duy vật, bởi vì duy vật nó chết là hết. Nhưng mà bây giờ anh thấy bên Việt Nam là chẳng những hết. Nếu hết thì tại sao nó họ xây mộ xây mã của ông bà qua đó chứng tỏ là chết không phải là hết. Chết là cái thần thức mình nó đi, nó ra khỏi cái xác thân này, mình không thấy nó. Cho nên mình nói là chết là mất, chứ thực ra chết không phải là chết, chết là hết rồi. Kính thưa quý vị, năm nay đại lễ Vu Lan lại được trang trọng diễn ra trên phần đất của quận Cam của chúng ta, và đồng hương Phật tử chúng ta cũng lại hân hoan để chào đón tham dự lễ Vu Lan. Năm nay lễ Vu Lan tại chùa Liên Hoa sẽ được diễn ra từ lúc 11 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2018, ngày dương lịch, và quý vị có điều kiện đến chùa Vu Lan để rồi cùng với Hòa Thượng Thích Chân Thành và đạo tràng của chùa Liên Hoa
chúng ta cung nghinh và chào đón một cái đại lễ Vu Lan. Như Hòa Thượng Thích Trần Thành nói, ý nghĩa của lễ Vu Lan tất nhiên là mùa báo hiếu, phải không Hòa Thượng? Đúng rồi, ngày báo hiếu. Để mình bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên, với ông bà, với cha mẹ, đối với đất nước, đối với nhân loại. Nếu mà mình thiếu ý thức đó thì mình không phải là con người, vâng, mà cũng phải là con người Việt Nam, có phải không? Kính thưa quý vị, đại lễ Vu Lan một lần nữa Cà Phê Sáng chúng tôi được trân trọng giới thiệu đến quý vị vào ngày 26 tháng 8 năm 2018 sẽ được diễn ra. Quý vị có điều kiện đến cùng với Hòa Thượng Thích Chân Thành và cùng nhau góp lời cầu nguyện cho những bạo bậc sinh thành của mình, những người đã có thể nói đóng góp vào trong cuộc sống của mình và ngày nay họ không còn trên cái địa cầu này nữa. Đó là một trong những ngày lễ đáng ghi nhớ của người Việt chúng ta, ghi ơn báo hiếu nhất nhờ bậc sinh thành, quê hương, xứ sở và tất cả mọi người. Đồng thời chúng ta cầu nguyện cho những người chết trên biển cả, trong rừng sâu, dưới hố thẳm, trong đồng nội, trên đường xá, dưới lòng biển cả. Mình không phân biệt ai hết, tất cả mình đem lòng từ bi, mở rộng cái đầu óc mình, open cái mind mình ra, thì mình cầu nguyện hết. Như vậy là mà không phải riêng gì cha mẹ mình, là không, thường, tất cả mọi người. Bởi vì từ quá khứ tới bây giờ, trải qua hàng bao, cả hàng triệu năm, thì mình trải qua biết bao nhiêu cái kiếp số rồi. Yeah. Thành thử, mình open cái mind mình ra, cầu nguyện hết. Và kính thưa quý vị, đặc biệt là đến ngày mùng 8 tháng 9 vào lúc 7 giờ sáng thì quý vị sẽ đến ngày khi gọi là khuôn viên của nhà hoàng Pitt Family, thì quý vị cùng với hội cư sĩ sẽ tổ chức một cái buổi lễ có mang tên là Pháp hội Địa Tạng. Và cũng là như cái tinh thần của Hòa Thượng Trần Thành nói là chúng ta đến đó để nhớ ơn và báo hiếu cho tất cả những người mà đã cùng với chúng ta trong cuộc sống mà chúng ta đã từng trải với họ. Và quý vị mình giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thị và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Cảm ơn tất cả quý vị.